cứ đỗ, thấy chỗ nào trống thì đỗ, để chạy chỗ nào chỗ kia, nên cũng bất an lắm. Trống đâu đỗ đó, nên bất an cũng là dễ hiểu. Nhưng vì không có chỗ đỗ xe, nên nhiều người đành đỗ tạm. Thế nhưng thật sự không dễ dàng. 30.000. Cho em gửi nhờ đi được. Gửi nhờ làm sao được, anh ở đây làm vậy mình anh đâu. Em đỗ dưới lòng đường được. Đỗ dưới lòng đường bọn anh khai thác mà. Không nhìn thấy cả một bãi xe này là một người đang dừng xe này cả. Xe nhưng mà bãi xe tưởng là có biển bảng như... Biển bảng gì ấy không, không quan trọng. Mà là bọn anh trông xe, bọn anh có trách nhiệm. Em ở không? Nhưng mà ví dụ như bãi xe thì bọn em đóng, nhưng mà đây không phải bãi xe đâu. Sao không phải bãi xe? Chứ không phải bãi xe thì tự dưng là một dọc xe này người ta để đây là cứ để chùa à? Bên anh là công ty gì? Chứ không thì để chùa, bọn anh thì vẫn đeo băng ở đây, bọn anh quản lý ở đây à? Còn em để xe dưới đường, nếu mà xước sát vớ gương, vớ kính thì là bọn anh không chịu trách nhiệm đâu nhá. Đáng nói khu vực này không được cấp phép đỗ ô tô, nhưng vẫn có người tự đứng ra thu tiền bến bãi. Và nếu chấp nhận mạo hiểm thì ắt sẽ nhận được kết cục đau lòng. Xe đã bị đập nát đây này, đúng cái vị trí chân cầu đấy, cái tay bay vào gió tự dưng này xe lại bị người ta đập. Chả biết vì sao, bởi bản thân tôi đi làm cả ngày làm hành chính mà trong đó không gây thù chuốc oán với ai, không có tư thù cá nhân với ai cả. Bây giờ hôm trước là có gần 20 cái xe là bị chọc thủng lốp, tại vì bà con không biết có chỗ đỗ thì bị một số đối tượng đó là chạy ra không cho đỗ, bảo là chắn chỗ đỗ của người ta rồi thu tiền. Nên nhiều người thì không chịu nộp tiền nên là xảy ra là đánh cãi nhau ở đây rồi. Bức xúc chỉ vì tranh giành chỗ đỗ xe, khi lời nói chẳng thể giải quyết được thì cũng sẽ có cách. Khu đô thị HH Linh Đàm có 12 tòa nhà với hàng chục ngàn cư dân, nhưng chỉ có hầm để xe máy, không có chỗ đỗ ô tô. Bởi vậy nhiều người chật vật đi tìm chỗ để xe. Chuyện không của riêng chung cư nào, thậm chí xí phần từ ngõ nhỏ đến lòng đường. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng người đỗ xe trước thì chẳng biết là khôn hay dại. Sao vẫn chưa lấy được xe anh? Đây nó đang nhốt xe anh. Nhốt là sao anh? Không đi ra được. Chậm đầu chậm đuôi. Đi từ sớm. Tiến không được, lùi cũng không xong, nên chỉ còn cách chờ người giải cứu. Cũng may mắn thay, người đàn ông này tìm được số điện thoại của chiếc xe ngáng đường. Nhưng sau tất cả, đâu lại vào đấy. Ai lại đỗ ở đây? Xe này. Thì nó xe khác đi ra kiểu gì? Xe nào ấy? Chấp nhận may rủi để có được chỗ đỗ, nhưng có rồi lại càng thêm lo. Không thể ngủ yên được vì lúc nào phải lo. Vì cái xe mình cũng không được ai bảo vệ cả. Cái vấn đề là tìm nó rất bức xúc. Rồi lại tự trách mình. Thả biết thế, chẳng mua xe.